Ok, chào các bạn. Các thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video chữa bài đọc 5 câu. Và ở phần video này, các bạn sẽ cùng đọc cho cô phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn để xem chủ đề đoạn văn là gì. Thì cô sẽ có như sau. Đây là hầu hết người Mỹ nói rằng, đúng không ạ? Họ biết ít nhất là làm sao đấy? Một vài người trong số hàng xóm của họ. Nhưng chỉ có khoảng 3 trong tổng số 10 người nói rằng là họ biết tất cả hàng xóm nhà họ hoặc là hầu hết hàng xóm nhà họ. Thế còn những cái người dân ở vùng thôn quê thì có khả năng làm sao đấy ạ? Biết được gần như là tất cả hàng xóm nhà họ hơn là những người ở khu vực đô thị hoặc là khu ngoại ô. Nhưng mà họ cũng không cần thiết là phải interact with, phải tương tác với tất cả những hàng xóm hơn là những cái người ở những cái khu vực khác. Vậy thì cô sẽ thấy được là đọc cái đoạn văn đầu này, cô sẽ có thể suy ra được là đoạn văn này của chúng ta thuộc chủ đề về relationship, đúng không ạ? Nó sẽ là thuộc chủ đề về relationship, đó là chủ đề về mối quan hệ. Vậy thì sau khi chúng ta đọc được, xác định được chủ đề đoạn văn rồi, em sẽ làm cho cô câu sau. Với cái câu hỏi về main idea, ý tưởng chính của đoạn văn, main topic, chợ chủ đề đấy em để lại cho cô, làm cho cô 35 trước. Chợ với câu số 35, người ta hỏi là theo như đoạn văn số 2 này, thì có bao nhiêu người Mỹ ở những cái khu vực ngoại ô và những cái khu vực nông thôn không có đủ sự tin tưởng vào người hàng xóm để mà giao chìa khóa cho họ. Vậy thì em sẽ thấy được là với câu hỏi according to là dạng câu hỏi đọc giống, đúng không? Em xem cho cô xem ở trong đoạn văn số 2 xem này, có bao nhiêu người Mỹ, nhớ này, từ khóa của cô chính là có bao nhiêu này, tìm cho cô thông tin là bao nhiêu nhé. Những người ở khu vực ngoại ô và khu vực nông thôn mà không có sự tin tưởng vào hàng xóm để mà gửi chìa khóa. Thì em xem cho cô ở trong đoạn văn số 2 cô sẽ có như sau. Overall, nhìn chung là người Mỹ, cô có cấu trúc là tend to do something, có xu hướng là khá là tin tưởng vào hàng xóm của họ. Nhưng mà điều này chủ yếu là ở những cái khu vực ngoại ô hoặc là ở những cái khu vực nông thôn mà thôi. Có khoảng 6 trong 10, đúng không? Người ở các khu vực này nói rằng họ có, đúng không? Họ có cái người hàng xóm mà họ có đủ tin tưởng để mà có thể gửi chìa khóa, đúng không? So với khoảng một nửa ở khu vực đô thị. Vậy em sẽ thấy cho cô là 6 trên 10 là bao nhiêu phần trăm? Như vậy cô sẽ có là 6 trên 10, chúng ta sẽ tính cho cô xem này. 6 trên 10 thì không phải là 60%, đúng không ạ? Nên cô sẽ không chọn ý A. 6 trên 10 cũng không phải 50% nên cô không chọn ý B. 6 trên 10 cũng không phải là 30%, nhớ. Mà nó sẽ là, vậy rốt cuộc là có bao nhiêu người, nhớ, có bao nhiêu người ở khu vực ngoại ô, nhớ, là không tin tưởng. À thì cô này còn cô là có bao nhiêu người ở khu vực ngoại ô mà không tin tưởng. Vậy ở trong này người ta lại bảo là có 6 trên 10 người tin tưởng. Vậy thì có bao nhiêu người không tin tưởng ạ? Nó sẽ là 4 trên 10 người sẽ không tin tưởng. Vậy nó sẽ là khoảng 40%. Nên là câu số 35 cô chọn được đáp án là ý C. Câu này nếu bạn nào đọc không kỹ là rất là dễ bị nhầm, đúng không ạ? Xong câu đấy, chuyển cho cô sang câu 36. Câu 36 người ta hỏi cái cụm từ là the same ở trong đoạn văn số 3 ám chỉ điều gì? Cô sẽ có như sau. Đây chính là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ. Em sẽ đọc cho cô như sau này. Cô sẽ bắt đầu đọc từ cái phần thông tin sau nhá. Cô sẽ bắt đầu đọc từ cái phần thông tin sau của chúng ta này. Nhớ xem cho cô cái từ the same đấy có nghĩa là gì. Cô sẽ có như sau. Đây, bắt đầu từ đây, đúng không ạ? But even among, nhưng mà thậm chí cả với những cái người mà nói rằng họ mới, đúng không? Họ mới sống trong cái khu vực làng xóm này trong khoảng ít hơn một năm, thì có 34% họ vẫn nói rằng là họ cảm thấy rất là an tâm với một người hàng xóm để mà có thể gửi chìa khóa. Trong khi đó 64% những cái, trong đó 64% những người mà sống ở trong những cái khu vực hàng xóm của họ từ 6 năm trở lên, và 47% sống từ 1 đến 5 năm cũng nói như vậy. Phải nói như vậy là sao đấy ạ? Là họ yên tâm khi có một người hàng xóm để mà mình có thể tin tưởng và gửi chìa khóa cho. Vậy cô sẽ có xem ở đây chính là cái người mà họ cảm thấy hoàn toàn rất là thoải mái tin tưởng để mà gửi nhiều chìa khóa. Vậy thì cô này cô sẽ chọn được ý A. Ý B của cô là họ sống trong cái khu vực khoảng 6
năm trở lại, sáu hơn 6 năm không phải. Chợ họ đã sống ở đó từ 1 đến 5 năm. Vấn đề của cô đó là họ đã sống trong khu vực này ít hơn 1 năm. Em đọc lại cho cô cái câu này chúng ta này. Cô sẽ có như sau. Thậm chí trong số những cái người mà nói rằng là họ sống ở trong cái khu vực đó khoảng dưới 1 năm thì vẫn có 34% nói rằng là họ hoàn toàn tin tưởng một người hàng xóm để mà gửi chìa khóa. Trong đó 64% những cái người người mà sống trong cái khu vực của họ từ 6 năm trở lên, nhận và 47% những người mà đúng không ạ? Những người mà làm sao sống từ 1 đến 5 năm cũng đều nói như vậy. Nói như vậy là gì? Nói rằng là họ cảm thấy hoàn toàn là tin tưởng với một cái người hàng xóm để mà gửi chìa khóa. Vậy thì chắc chắn câu này của cô đáp án sẽ là ý A. Tiếp lại với câu số 37. Câu hỏi người ta hỏi em cái từ share ở trong đoạn văn số 4 có nghĩa là gì? Nhận đây là câu hỏi về từ vựng. Thì cô sẽ có như sau. Ở trong đoạn văn số 4 thì cô sẽ có là khi được đề nghị là miêu tả người hàng xóm của mình thì những cái người ở trong những cái khu vực nông thôn thì làm sao đấy? Những cái người ở trong những khu vực nông thôn thì làm sao đấy? Nói rằng là sao đấy? Tất cả hay là hầu hết hàng xóm của họ. Trợ dịch là khi mà được hỏi, khi mà được đề nghị là miêu tả về hàng xóm của họ. Trợ thì những cái người ở trong cái khu vực nông thôn đấy thì làm sao? Nói rằng là hầu hết hoặc tất cả những người hàng xóm của họ đều có chung sắc tộc hay chủng tộc với họ hơn nhiều so với những người ở thành phố ngoại ô. Vậy cô sẽ có từ share của chúng ta nghĩa là có chung. Vậy thì đáp án của cô sẽ là ý gì ạ? Ý của cô là cùng trải nghiệm sắc tộc. Cùng trải nghiệm sắc tộc hoặc là chủng tộc cùng một lúc với họ. Chứ ý B của cô là cho người khác cái thứ mà bạn có. Ý C của cô là có cùng sắc tộc và chủng tộc. Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý C. Giống như chúng ta hiểu là ở trong cái miền quê ạ, đúng không ạ? Thì thường là người ta sẽ nói rằng là những cái người hàng xóm là anh em họ hàng, mình có thể hiểu như vậy, đúng không ạ? Rồi, xong câu 36 chuyển trong câu 37 chuyển cô sang câu 38. Câu 38 người ta hỏi là theo như đoạn văn này thì cái câu nào dưới đây, tất cả những câu dưới đây đều đúng ngoại trừ. Được chưa? Cô có ý A là sao đây ạ? Nhiều người ở ở thôn quê thì biết tất cả hoặc hầu hết hàng xóm của họ hơn là những cái người ở thành phố hay là ngoại ô. Thì cô sẽ thấy nó ở trong đoạn văn số 1. Ở trong đoạn văn số 1 thì cô sẽ thấy có phần thông tin như sau. Đó là những người dân ở khu vực thôn quê, đúng không ạ? Thì có khả năng làm sao đây ạ? Biết tất cả hoặc là hầu hết hàng xóm của họ hơn là những cái người ở khu vực ngoại ô hoặc là khu vực thành thị. Vậy thì cô sẽ thấy là căn cứ bằng cái phần thông tin chỗ đó lên ý A của cô đúng. Cô cần chọn một cái không đúng nên cô không chọn ý A. Chợ ý B của cô là sao? Người ta tin tưởng hàng xóm. Chợ người ta tin tưởng hàng xóm của họ hơn. Nếu như họ sống ở sau trong cùng làng cùng xóm trong một khoảng thời gian lâu hơn. Vậy bạn sẽ xem cho cô trong cái phần thông tin của đoạn văn số 3. Chợ cô sẽ có là ở phần thông tin đoạn văn số 3 đấy cô sẽ có phần thông tin như sau. Nhớ cô sẽ có được chưa? Ở cái phần thông tin đoạn văn số 3 thì cô sẽ thấy như sau này. Ngay câu đầu tiên của đoạn văn số 3 thì cô sẽ có là người ta sống trong cái cộng đồng làng xóm của họ càng lâu thì làm sao? Thì họ càng có những cái người, họ càng có nhiều những người hàng xóm mà họ tin tưởng để mà có thể gửi chìa khóa. Đấy. Vậy thì bạn sẽ đọc tiếp cho cô phần thông tin này nữa này. Có 64% những cái người mà sống trong cái vùng của họ, sống trong cái vùng của họ hơn 6 năm. Đấy chợ. Và 47% những cái người mà sống từ 1 đến 5 năm thì nói rằng là họ tin tưởng để mà gửi chìa khóa nhà hàng xóm. Vậy thì bạn sẽ thấy là nếu như sống trên 6 năm thì có 64%, thế còn sống từ 1 đến 5 năm thì có 47% người tin tưởng. Vậy thì mình sẽ suy ra được là người ta sống trong cái khu vực đó càng lâu thì người ta càng có sự tin tưởng vào hàng xóm nhà mình khi mà gửi chìa khóa. Nên là ý B của cô đúng. Chứ ý C thì sao? Hơn một nửa những cái người thuê phòng nhận thì không muốn giao chìa khóa cho hàng xóm. Vậy em sẽ căn cứ cho cô bằng phần thông tin sau. Ở phần thông tin đoạn văn số 4, đoạn văn số 4 thì cô sẽ có là những cái người ở vùng ngoại ô, những cái người mà làm sao đấy mà cho rằng hàng xóm nhựa chúng ta sẽ có là những cái người vùng ngoại ô làm sao nói rằng là hàng xóm của họ đúng không ạ, có cùng tầng lớp xã hội với họ đúng không ạ, thì có phần nhiều là làm sao đấy,
những cái người mà ở vùng ngoại ô, những cái người ở vùng ngoại ô đấy thì làm sao? Có cái xu hướng là nói rằng là hàng xóm nhà họ có cùng tầng lớp xã hội với họ hơn là những cái người ở cái khu vực đô thị, đúng không ạ? Hoặc là cái khu vực nông thôn nhá. Vậy thì cô sẽ thấy được là gì? Cô lấy là những cái người ở vùng ngoại ô thì cho rằng hàng xóm của họ có cùng tầng lớp xã hội với họ, đúng không ạ? Thì có phần nhiều hơn là những người ở thành phố và nông thôn. Vậy thì cô sẽ thấy như sau. Cô có là ý C và ý D, xem cho cô xem ý C xem nào. Ở chợ chúng ta sẽ có xem nhá, ý ý ý C của cô là với cái thông tin là ý C của cô với thông tin là hơn một nửa những cái người mà thuê phòng thì không muốn giao chìa khóa nhà. Vì bạn sẽ đọc cho cô phần thông tin sau cơ ạ. Cô có như sau. Những cái người mà gì đấy ạ? Những cái người mà có nhà thì thường có xu hướng làm sao giao chìa khóa cho hàng xóm hơn là những cái người thuê phòng. Con số đó là 67% với 45%. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý C của cô đúng rồi. Như là cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý D. Ý D của cô là sao đây ạ? Ý D của cô là những cái người mà sống ở nông thôn thì thường có cùng tầng lớp xã hội với hàng xóm của họ. Những người sống ở nông thôn thì thường có cùng tầng lớp xã hội với hàng xóm của họ. Nhưng mà theo thông tin trong bài này cô là những cái người ở khu vực ngoại ô, đúng không ạ? Thì làm sao đây ạ? Nói rằng là hàng xóm nhà họ có cùng tầng lớp xã hội với họ hơn là những người ở đô thị hoặc là những người ở quê. Vậy thì ở đây của cô thông tin mà nói rằng là những người ở quê thì có hàng xóm là cùng tầng lớp xã hội với họ là không đúng. Nên là cô 38 cô chọn được ý D. Quay lại cho cô với câu số 34. Với câu số 34, vậy rốt cuộc là sau khi chúng ta xác định đọc hết dịch hết cả bài rồi đúng không ạ? Thì bạn sẽ trả lời cho cô xem chủ đề chính của đoạn văn này là gì? Cô có như sau, ý của cô đó là sự giống và khác nhau. Sự giống và khác nhau trong hàng xóm láng giềng ở những cái khu vực đô thị, khu vực ngoại ô và khu vực nông thôn. Không phải, ở đây nó không phải để đề ra là sự giống hay khác nhau. Chứ ý B của cô đó là những cái người dân ở khu vực đô thị, ở khu vực ngoại ô và khu vực nông thôn đã làm sao đây? Đã tương tác, đã quan hệ với hàng xóm như thế nào? Ở chợ ý C của cô là số lượng hàng xóm mà những người ở đô thị, những người ở ngoại ô và những người ở nông thôn có. Và ý D của cô đó là mọi người tin tưởng hàng xóm đến mức như thế nào? Vậy thì cô sẽ thấy là cái câu này cô là có 3 đáp án ạ. B, C, D của cô nó gọi là rất là confused đúng không? Thì cô sẽ thấy như sau này. Bài đề của chúng ta nói về cái vấn đề đó là những cái người ở ba cái khu vực đô thị, đúng không ạ? Ngoại ô và nông thôn có mối quan hệ với hàng xóm. Thì cô sẽ thấy được là cái ý ý ý ý, ý C và ý D của cô cũng có đề cập đến trong bài. Nhưng mà để mà cái đáp án cái mà khái quát nhất ấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ phải đáp án là ý B. Giờ cái cách mà mọi người tương tác thì cái tương tác này thực ra cái gửi chìa khóa đấy nó chỉ là một cái điển hình của cái tương tác này thôi. Nghĩa là câu số 34, cô chọn được đáp án của câu này là ý B em nhé.